Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết cũng đã đến thăm chúc Tết gia đình thương binh 104 Phạm Thị Tám và thương binh 104 Nguyễn Tú tại quận Ngũ Hành Sơn. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố phấn khởi thông tin về những điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội thành phố trong năm 2022, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, trân trọng bày tỏ lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công. Nhấn mạnh thành phố luôn dành nguồn lực, sự quan tâm đối với các đối tượng chính sách, người có công, nỗ lực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Lãnh đạo thành phố mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, là gương sáng cho con cháu học tập noi theo.